Tiếp tục nhiệm vụ thứ 99 là chúng ta sẽ nhận ở chỗ người xây dựng các bạn, chỗ có mấy cái xe ngựa với mấy người xây dựng đây. Các bạn để ý ha, chỗ cái ngã ba mà bên túp lều Mamro thì chúng ta đi qua bờ hướng Tây Bắc ha. Đó. Xây dựng cái cầu ha. Chúng tôi có thể sửa cầu cho bạn, thông thường nó sẽ có giá 50.000 vàng, 5.000 mảnh vỡ và 1.000 huyết thạch. Cái đậu xanh nó chém mà lấy đâu ra nhiêu đây. Tuy nhiên tôi có thể trở lại trại của chúng tôi và sửa chữa cái cầu miễn phí. Ok, nếu tôi giết xây dựng lại cái cầu. Xây dựng lại cái cầu ha, hình như nó kêu mà là mình giết cái con tròn băng vậy bạn. Giết con quỷ băng. Ok, mình sẽ đi giết nó. Cho nó đòi 5.000 mảnh vỡ, 1.000 huyết thạch đâu ra mình đưa cho nó, đậu xanh nó chém à. Ok, chỗ này các bạn ơi, nó có mấy cái túp lều à. Con quỷ băng trong lều này. Nó có đánh dấu trên bản đồ rồi, khá là dễ tìm. Rồi mình đánh nó. Quỷ băng. Wow, nó ngủ đông rồi. Trời, hồi máu kìa. Ok, vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lại cây cầu ha các bạn. Các bạn để ý ha, chỗ này nó có cái cầu nó bị phá hủy này. Lúc đầu nó bị phá hủy mình không đi được ha. Khi nào mà mình hoàn thành xong cái nhiệm vụ này thì bây giờ mình có thể quay lại cái hai cái chỗ này khá là đơn giản luôn. Vậy là xong ha các bạn.